Chiều ngày 21 tháng 7, tại huyện Nậm Nhùn, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy phối hợp với huyện Nậm Nhùn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, các đồng chí phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và đồng chí Trần Quốc Khanh, Bí thư huyện Nậm Nhùn chủ trì hội nghị sự hội nghị có các đồng chí bí thư, phó bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, ủy ban kiểm tra các cấp trực thuộc đảng bộ tỉnh, ủy ban kiểm tra trực thuộc đảng bộ huyện nậm nhùn nửa nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 14, ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh lai châu đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của trung ương về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Kịp thời cụ thể hóa, ban hành các quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ để triển khai thực hiện xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021, 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 cơ bản toàn diện, nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm. Công tác kiểm tra giám sát tiếp tục tăng cường cả về số lượng và chất lượng gắn với việc kê khai tài sản, thu nhập thường xuyên nắm tình hình, tổ chức đảng, đảng viên để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là vụ việc liên quan đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chỉ đạo. Công tác tiếp nhận, phân loại xử lý đơn thư tố cáo, phản ánh kịp thời, chất lượng hiệu quả kiểm tra giám sát giữa nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục được nâng lên. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ kiểm tra giám sát tổ chức đảng tăng 57%, đảng viên tăng 129%. Trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 144 tổ chức đảng và 658 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 8 tổ chức đảng và 25 đảng viên. Kết luận 5 tổ chức đảng và 23 đảng viên có khuyết điểm vi phạm, trong đó 21 đảng viên phải xem xét thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đối với 103 tổ chức đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp đảm bảo chất lượng và tiến độ các nội dung kiểm tra giám sát, việc kiểm tra giám sát, việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường nắm bắt tình hình, tổ chức đảng viên, tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho ủy viên ủy ban kiểm tra phát biểu kết luận hội nghị đồng chí nguyễn ngọc vinh ủy viên ban thường vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được của ủy ban kiểm tra các cấp trong công tác kiểm tra giám sát trong nửa nhiệm kỳ qua và sáu tháng đầu năm đồng chí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đề nghị các ủy các cấp quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát công tác kiểm tra giám sát bám sát kế hoạch chương trình toàn khóa quan tâm kiện toàn Ủy ban kiểm tra các cấp, chú trọng tự phát hiện, tự kiểm tra, tự xử lý trong nội bộ. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quan tâm hướng dẫn đôn đốc Ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại và những tháng cuối năm năm 2023.